so sánh hỗn số. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay cùng mình tìm hiểu cách so sánh hai hỗn số, phân tích các trường hợp đặc biệt khi so sánh hai hỗn số, cùng các ví dụ cụ thể. Trường hợp 1, so sánh hỗn số khác phần nguyên. Với những hỗn số khác phần nguyên, ta chỉ cần so sánh phần nguyên. Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn. Ví dụ, so sánh hai hỗn số 3 1/4 và 4 1/8. Chúng ta có thể thấy phần nguyên của hai hỗn số lần lượt là 3 và 4. Lúc này để so sánh hai hỗn số trên, ta chỉ cần so sánh phần nguyên mà không cần quan tâm đến phần phân số của từng hỗn số. Ta thấy 3 nhỏ hơn 4 nên ta kết luận được rằng hỗn số 3 1/4 nhỏ hơn hỗn số 4 1/8. Trường hợp 2, so sánh hỗn số có cùng phần nguyên. Với những hỗn số có cùng phần nguyên, ta so sánh phần phân số. Hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn. Ví dụ 1, hỗn số có phần nguyên giống nhau, phần phân số có cùng mẫu số. So sánh hỗn số 3 1/8 và 3 3/8. Ta thấy hai hỗn số trên có cùng phần nguyên là 3. Để so sánh được hai hỗn số này, ta so sánh phần phân số là 1/8 và 3/8. Vì 1/8 nhỏ hơn 3/8 cho nên chúng ta có thể kết luận hỗn số 3 1/8 nhỏ hơn hỗn số 3 3/8. Ví dụ 2, hỗn số có phần nguyên giống nhau, phần phân số khác mẫu. So sánh hai hỗn số 3 5/8 và 3 3/5. Tương tự như ví dụ 1, hai hỗn số này có phần nguyên giống nhau, để so sánh được ta cùng so sánh phần phân số 5/8 và 3/5. Hai phân số này khác mẫu nên ta quy về hai phân số cùng mẫu để so sánh, mẫu số chung là 40 ta được 25/40 và 24/40. Ta thấy 25 lớn hơn 24, vì vậy kết luận hỗn số 3 5/8 lớn hơn hỗn số 3 3/5. Trên đây, mình đã hướng dẫn từng bước so sánh hai hỗn số và phân tích các trường hợp gặp phải. Các bạn áp dụng để có thể so sánh được hai hay nhiều hỗn số với nhau bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.